Thưa quý vị, 3 tháng đầu năm 2024, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI có nhiều điểm sáng với tổng số vốn đạt 6,17 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, đầu tư mới tăng mạnh cả về số dự án lẫn tổng vốn đăng ký. Sự tăng trưởng này mang đến kỳ vọng cho năm 2024, thu hút FDI tiếp tục gây bất ngờ. 644 dự án mới của nhà đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đạt hơn 4,77 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Chỉ số niềm tin kinh doanh quý 1 năm 2024 của Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam Eurocham đạt 52,8 điểm, đây là mức cao nhất kể từ năm 2022. Dòng vốn FDI tăng cao đã cho thấy khả năng phục hồi và sức hấp dẫn của Việt Nam với các nhà đầu tư. Việt Nam có một lực lượng lao động có trình độ rất tốt. Vì vậy, khi chúng tôi muốn chuyển sang mô hình công nghệ cao như chất bán dẫn và các ngành công nghiệp khác, chúng tôi thấy điều đó rất tích cực. Nên cá nhân tôi tin tưởng rằng Việt Nam sẽ thúc đẩy hoạt động kinh doanh của chúng tôi một cách tích cực. Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài và tôi tin rằng xu hướng tích cực này sẽ tiếp diễn trong tương lai bởi Việt Nam có rất nhiều lợi thế như lực lượng lao động trẻ được đào tạo tốt, cơ sở à tầng ngày càng được cải thiện và hàng loạt chính sách hỗ trợ từ chính phủ. Hiện các tập đoàn lớn trong lĩnh vực công nghệ điện tử bán dẫn như Cortex, Foxconn, Luxe đã và đang nghiên cứu thành lập cứ điểm sản xuất tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, năng lượng mặt trời, điện gió, trí tuệ nhân tạo, AI, công nghệ tài chính Fintech. Để có thể thu hút FDI chất lượng hơn, hiệu quả hơn, Việt Nam đang tập trung vào các đột phá chiến lược về thể chế hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực với chủ trương thu hút hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc. Việt Nam sẽ duy trì được sự phục hồi và có thể đạt được tốc độ tăng trưởng GDP 6% trong năm nay trong bối cảnh nền kinh tế và tình hình địa chính trị thế giới còn nhiều yếu tố khó dự đoán. Đây là nhận định của đại diện Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại buổi công bố báo cáo triển vọng phát triển châu Á năm 2025 được tổ chức vào ngày hôm nay tại Hà Nội. theo ngân hàng phát triển châu á adb sự phục hồi tương đối toàn diện trong các ngành công nghiệp chế biến xuất khẩu, dịch vụ và hoạt động ổn định của ngành nông nghiệp được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho đà phục hồi của Việt Nam, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và kiều hối tích cực, thặng dư thương mại được duy trì, tiêu dùng trong nước phục hồi, kích thích tài khóa được tiếp tục với chương trình đầu tư công, đáng kể được coi là chìa khóa để thúc đẩy tăng trưởng trong năm nay. ADB đánh giá việc điều hành chính sách vĩ mô đã mang lại một số hiệu quả nhất định. Dự báo năm 2025, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có thể nhích lên khoảng 6,2%. Ngân hàng này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của chính sách tài khoá, các gói kích thích kinh tế và kỳ vọng rằng những chính sách này sẽ thể hiện vai trò tốt hơn trong quá trình phục hồi của Việt Nam. ADB nhận định những diễn biến tỷ giá hay liên quan đến lãi suất của đồng đô la Mỹ gần đây là những yếu tố mang tính khách quan, chu kỳ. Các nhà điều hành của Việt Nam vẫn có đủ công cụ để điều hành, bảo đảm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô.